Rick, ok, và hi, đây là video 100 ngày trong Minecraft công xưởng ánh sao. Hôm nay mình sẽ sinh tồn trên một ngôi sao bí ẩn nhất dải ngân hà, nơi mà có những chiếc bàn chế tạo sở hữu sức mạnh vũ trụ được mang năng lượng của những vì sao. Nhiệm vụ của mình trong series lần này đó chính là vận dụng khéo léo sức mạnh vũ trụ thông qua các bàn chế tạo đặc biệt để có thể chế tạo ra những món đồ bí ẩn nhằm mục đích xây dựng một công xưởng ánh sao pro nhất hệ thiên hà. Liệu mình có thể thành công hay không, hay chỉ bốc phét? Các bạn hãy xem đến hết video để biết câu trả lời nhá. À, trước khi bắt đầu video, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký cũng như là bấm vào nút chuông thông báo để mình có thể cán mốc 100.000 subscribe nhá. Siêu cảm ơn và chúc bạn xem video vui vẻ. Ngày đầu tiên mình được khởi đầu ở trên một ngôi sao vào buổi đêm, trông nó khá là chill ấy. Hình như còn được spawn trên một cái khu đền hiến tế thì phải. Tại mình thấy bốn góc có mấy cục tinh thể kết nối với một ngôi sao ở trên đầu, lại còn có cả mấy cái hộp nữa chứ. Mình nhấn thử thì được những cái nguyên liệu tương ứng với những cái hình dán ở trên đấy. Ví dụ như kiểu gỗ này, băng này, còn cái khối đá trắng trắng này hình như là đá hoa cương thì phải. Mà nha, còn lấy được cả vàng nữa chứ. Mà mấy cái hộp này nó còn có chữ INF. Mình nghĩ nó có thể lấy được vô vàn khối luôn, nó không giới hạn số lượng đâu. Trong người mình thì lại có cả giấy mật ngữ chòm sao nữa. Nó là những cái điểm nối của những cái chòm sao có tên gọi khác nhau ở trong bầu trời ấy. Mình cũng không biết diễn tả như thế nào nữa, tại vì mình cũng không phải người dành nghiên cứu thiên văn học. Đó, nói chung đó là vị trí của các ngôi sao trên bầu trời thôi. Nhưng mà kiểu nó cũng khá là đẹp ấy. Mình đứng từ ngôi sao này thì có thể thấy những cái chòm sao khác. Không biết mình đang thuộc chòm sao nào đây. Nghiên cứu đủ rồi thì mình bắt đầu lấy nguyên liệu từ cái hộp này và cái hộp này nữa. Nói chung là nó lấy được vô vàn ấy, nên mình cứ lấy hết thôi. Đây là một pack không hề nghèo nàn. Sau đó thì mình làm một cái bàn chế tạo thôi. Việc đầu tiên sau khi mình có bàn chế tạo đó là chế tạo mấy cái dương để bỏ đồ vô. Trong lúc mà bỏ đồ vô dương á, thì mình còn phát hiện ra quyển sách tiến trình nữa. Nãy thì mình bỏ qua nó. Thế là mình bật lên ngồi xem và hoàn thành được cái gì thì mình cũng hoàn thành luôn thôi. Mấy nhiệm vụ đầu thì cũng khá là đơn giản ấy. Sau khi mà xem cái bảng tiến trình này xong thì mình lấy cái mấy cái viên đá này để chế tạo ra lò nướng. Hình như đây là đá mặt trăng hay sao ấy, tại vì nó cũng có màu giống mặt trăng, chứ không phải là đá hoa cương hay đá cẩm thạch gì đâu. Mình nghĩ thế thôi. Sau đấy thì mình còn ngồi chế tạo ra mấy cái item barrel nữa. Nó là cái thùng hàng mà cho mình cái đồ vĩnh viễn ấy. Chế tạo đơn giản cực luôn. Chỉ cần lấy thùng bọc quanh cái mình cần thôi là ra à. Mấy thùng hàng này thì có sẵn rồi nhưng mà mình vẫn chế tạo để hoàn thành nhiệm vụ lấy thưởng thôi. Mà mấy cái nhiệm vụ đầu thì nó khá là dễ nên là không có thưởng đâu. Mà không hiểu sao nha, vừa cho vào đã trời tối om om mà ngồi nghiên cứu một tí thôi đã sáng rồi. Liệu là ngày ở trên cái ngôi sao này có phải là đêm ở trái đất, hoặc là đêm ở trái đất là ngày trên cái ngôi sao này? Mình nghĩ là thế á, nó kiểu hơi ngừng ngừng một xíu. Nhưng mà thôi, quan trọng gì đâu. Sau đấy thì mình lại tiếp tục mở bảng tiến trình lên xem và ngồi chế tạo ngọc Ender. Thì cái này chỉ cần công thức rất là đơn giản thôi, nó đã ra rồi. Sau đấy thì mình chế tạo một cái aquamarine. Thì nó có nghĩa là một cái gì đó liên quan đến nước biển ấy. Mình cũng không biết dịch sao cho phải nữa. Hình như nó là trái tim biển cả, hoặc là một cái gì đó. Mình cũng không biết gọi tên sao cho phải nữa. Thì mình cứ làm theo bảng tiến trình thôi, chưa biết bắt đầu từ đâu thì cứ làm theo bảng tiến trình vậy. Sau đấy thì mình còn chế một cái thùng tròn tròn nữa. Cái này thì đặt trên mấy cái thùng hàng để có thể chứa được đồ, mà còn có thể gắn lên được ngọc Enderpearl với cả aquamarine này nữa chứ. Trông thật là xịn sò ha. Rồi mình lại tiếp tục đi vào lò này để đốt gỗ lấy than, một thứ thực sự rất là cần thiết luôn đấy. Tại vì nha, có than rồi thì mình kết hợp với đá cẩm thạch trắng thì nó sẽ ra đá cẩm thạch đen. Mà lấy cái đá cẩm thạch đen này thì chúng ta có thể chế tạo Luminous Crafting Table và Redonation Wand. Đọc không biết có đúng không nữa, nhưng mà tí thì mình sẽ giải thích cho nó là cái gì nhá. Cái Luminous Crafting Table nó chính là bàn chế tác dạ quang, một trong những cái thứ mà rất cần thiết để có thể chế tạo đồ được ở trên này. Còn cái Redonation Wand đó chính là cái đũa cộng hưởng. Cái đũa cộng hưởng này sẽ phù phép lên ngôi sao để cho cái bàn chế tác dạ quang hoạt động. Nói thì nó rất là khó hiểu nên là mình đã bắt tay ngay vào chế tạo một cái máy mài đá. Đây, nói chung là nó thế giới cực kỳ luôn. Đó, kiểu bỏ nguyên liệu vào xong rồi ngồi ước ấy. Xong vẫy vẫy đũa phép là nó ra ngay cái máy mài đá này. Sau đó thì không chần chờ gì nữa, mình mang mấy cái block có sẵn và vàng đi mài thử xem ra những gì. Mà nha, rõ là công xưởng trên ánh sao mà lại ngồi quay tay như thế này, chán chưa?
mài vàng thì ra bột vàng, mài đá thì ra cát. Còn mài cái cục này ấy, thì nó lại ra một thứ phế phẩm cực kỳ luôn. Đó là bóng tuyết, nên mình quyết định vứt mía luôn. Không cần, cái này ai cho tôi còn đánh thêm ấy. Mà nha, mài gỗ lại ra giấy. Cái này nó cũng khá là hợp lý này, tại vì mình thấy người ta chế giấy từ gỗ mà. Sau đấy thì mình lấy thật là nhiều đá cẩm thạch để mài ra cát. Tại vì ở trên này ấy, mấy cái cục đen đen ở ngoài kia trông nó cứng như bedrock vậy, không dùng được cái gì cả. Có cái gì sẵn tiện thì mình lấy mình dùng luôn thôi. Sau vài ngày ngồi miệt mài để lấy cát thì mình tiếp tục dùng số cát đó nung lên để lấy kính. Và từ cái kính đó mình chế tạo một cái đá pha lê. Sau khi mà có đá pha lê rồi thì mình chế tạo ra thùng đá pha lê với thiết kế vũ trụ mang tầm những cái vì sao. Nói chung là nó thật là thế giới và bao la rộng lớn. À, nó vươn tầm thế giới luôn, nó mang định nghĩa vũ trụ luôn các bạn ạ. Sau đấy thì lại mang đũa ra khều để nó ướp thôi. Có lẽ 9 phương trời, có lẽ 10 phương Phật, chứ phải 10 phương chư Phật. Con lấy hơi, con lại sang các cụ, lại nguyên cả vũ trụ, lại tất cả mọi nơi. Xin người hãy ban cho con cái thùng pha lê. Có cái thùng này rồi thì mình bắt đầu bỏ những cái đá pha lê vào để lấy cái chất lỏng ánh sao. Nó là cái ánh sao ở dạng lỏng nên người ta gọi là chất lỏng ánh sao. Mà nha, đã gọi là chất lỏng thì cần phải có cái đựng, nên mình bắt tay vào chế tạo ngay vài cái xô nước. Sau một đêm chờ đợi thì nước cũng đã đầy và mình lấy xô múc nước là một cái chỗ để đổ nước ra thôi. Mà nha, sau khi lấy vàng thả vào cái nước ánh sao này thì mình sẽ chế tạo được ra sắt. Kiểu như là mang vàng đi rửa thì sẽ tạo thành sắt ấy. Nó gọi là rửa tội cho vàng thì tạo ra sắt. Ôi, thật là thế giới. Sau đó thì mình lại mở bảng tiến trình lên và xem những cái công thức các kiểu ấy. Thì nó có là chế tạo mấy cục quặng từ mấy cái vụn này. Mà để có mấy cái vụn này thì mình lại phải tích cực quay tay vận may sẽ tới. Đó là ngồi đi mài từng tí một để lấy một chút vụn thôi. Tại vì có mấy cái vụn này thì mình mới tạo ra quặng được mà. Nên là cứ tích cực ngồi quay tay, vận may sẽ tới. Sau đó thì mình bắt tay vào ngay để chế tạo quặng sắt. Có quặng sắt rồi thì mình làm thêm cả quặng vàng nữa. Sau khi nghiên cứu chế tạo thành công quặng vàng thì mình mở sách tiến trình ra để ngồi nghiên cứu nâng cấp Luminate Crafting Table lên Starlight Crafting A-Star. Thực ra nó là nâng cấp cái bàn chế tác dạ quang lên bàn chế tác ánh sao. Nhưng mà nhá, có một điều kỳ lạ ở chỗ là mình dù dùng đúng công thức rồi mà vẫn không thể chế tạo được. Và sau một lúc nghiên cứu và tìm hiểu thì mình mới biết nguyên nhân đó chính là không đủ năng lượng, nên là phải chờ đến buổi trời tối. Tại vì cái này là liên quan đến ánh sao nữa cơ mà. Trời sáng thì lấy đâu ra năng lượng ánh sao cơ chứ. Ôi, vậy là mình đã chế tạo thành công cái bàn chế tác ánh sao rồi nhá. Những ngày tiếp theo thì mình cho bột vàng với cả sắt vào nước thì thu lại được cả bột ánh sao. Thứ này nó mang năng lượng của vũ trụ đấy các bạn ạ. Rồi sau đó thì mình đi chế tạo một cái Radiant Resonator. Mình cũng không biết đọc sao cho phải nữa, nhưng mà cần phải một xô nước thì mới chế tạo được nó. Trong tiếng Việt thì nó có tên đó là máy cộng hưởng rạng rỡ hoặc là máy cộng hưởng tỏa sáng. Nghe tên là thấy kiểu sang chảnh rồi á. Và cái này thì sau một thời gian thì nó sẽ cho mình được những cái cục thạch anh thô. Đấy, chờ tí này. Đẹp ha. Mà cái cục thạch anh này nó lại rất là cứng, không đào bằng tay được. Thế là mình phải đi nghiên cứu chế tạo một cái cúp từ đá thạch anh để có thể đập được cái cục thạch anh đấy. Trông hình dạng của nó khá là đẹp nha. Đó, lại phải dùng đũa phù phép niệm thì mới bắt đầu ngồi cầu khấn thì mới bắt đầu ra được cái cúp. Đấy, tốn công và mất thời gian chưa? Mà mình đi đào cái cục thạch anh thô này ra, đi mài thì nó sẽ ra cái bụi tỏa sáng. Đó, cái này thì mang năng lượng của mặt trời hay sao ấy. Nói chung là cũng mang năng lượng ánh sáng gì đó thôi. Có rất là nhiều thạch anh thô rồi thì mình chế tạo một cái gem cutter table. Nói chung đó là một cái bàn cắt đá quý. Từ cái bàn này thì mình có thể chế tạo được rất là nhiều thứ từ cái cục thạch anh thô ấy. Mà nha, nói chung ấy thì cái máy nào mà càng hiện đại thì càng khó sử dụng, càng nhiều thao tác.
nên là khá mất công và tốn thời gian thì mình mới có thể nghiên cứu cách dùng được nó. Sau đó thì mình ngồi chế tạo thật nhiều máy cộng hưởng rạng rỡ để tăng năng suất nữa. Những ngày tiếp theo thì mình thu hoạch thật nhiều cái cụm quặng thạch anh thô và dùng nó để chế tạo ra thạch anh bức xạ. Bỏ thạch anh vào máy cắt thì cắt được ngay cái cục này mà trông cũng khá đẹp nha, kiểu bling 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 á. Sau đó thì mình mở sách tiến trình ra để nghiên cứu chế tạo cái đá đỏ. Nếu mà muốn chế tạo được đá đỏ thì chúng ta phải lấy cái bụi tỏa sáng quăng vào nước ánh sao, chờ một lúc tẩy rửa, đấy thì nó sẽ nổi lên được cái đá đỏ. Nghe nó thật là ảo diệu đấy. Sau đó thì mình lại ngồi mở sách ra để nghiên cứu sử dụng bàn chế tạo ánh sao. Trong cái sách này thật sự nó thế giới cực kỳ luôn. Có chòm sao rồi đủ thứ bla bling và lủng các thứ. Nói chung cái mod pack này nó khá là đẹp và khá là kiểu hợp gu mình á. Mà nhá, để sử dụng được bàn chế tạo ánh sao đấy thì mình lại cần phải xây một cái khu hoàn toàn riêng biệt. Nó giống như kiểu cái bàn phù phép ấy. Nhưng mà sau khi xây xong thì nó không hoạt động vì sai ở chỗ nào đó, nên là mình phải tốn thêm khá là nhiều thời gian để sửa chữa nó nữa. Đấy, thấy cái thanh năng lượng màu đỏ đỏ không? Đó là không sử dụng được. Đấy, nó phải chuyển sang trạng thái ấy, kiểu lấp lánh cầu vồng màu sắc như thế này thì mới được này. Nói chung là tốn khá là nhiều thời gian thì mình mới có thể làm được đấy nha. Những ngày tiếp theo thì mình chế tạo một cái gọi là linking tool. Nó là công cụ liên kết, nhưng mà do là trời sáng thì nó không đủ năng lượng, nên là mình lại phải tiếp tục ngồi chờ đến đêm để có thể chế tạo được ra nó. Đúng là công xưởng ánh sao mà, mọi cái năng lượng ấy đều đến từ bầu trời và đến từ các vì sao, nên là trời sáng thì lấy đâu ra sao mà có thể hoạt động được mấy cái này. Đó, lại chuẩn bị hấp thụ năng lượng từ các vì sao để có thể làm được tất cả các món đồ này. Khá là mất công và tốn thời gian thì mới có thể chế tạo được cái công cụ liên kết này. Trời cũng gần sáng luôn rồi mà. Thế là mình bị đói thì mình mang quả trái cấm ra test ăn thử. Mình ăn quả này thì khác gì Adam đâu. Nhưng mà Eva của mình đâu? Tôi cần một người con gái. Mình không muốn sống gọi là cô đơn từ trong game ra ngoài này nữa. Sau đó thì mình ngồi nghiên cứu để nâng cấp cái bàn chế tạo ánh sao lên bàn chế tạo thiên đàng. Nghe nó thật là thế giới đúng không? Thì mình nâng cấp cái bàn này lên thì nó đang hút tất cả năng lượng của vũ trụ vào cái bàn này đấy. Nâng cấp xong thì xuất hiện một cái ánh sao rất là đẹp luôn, trông ưu thích mắt thực sự. Các bạn cảm thấy đẹp không? Mình là kiểu cái con tim của mình thì gọi là dạo rực rồi đấy, kiểu xuyến sao bồi hồi ấy, xốn sang rồi đấy. Nhưng mà một lúc là mất tiêu luôn, không biết nó đi đâu ấy. Ngày 37 đến 43 thì mình lại phải mang sách ra đọc để có thể tìm hiểu được cái cách sử dụng của bàn chế tác thiên đàng. Nói chung là cái mod pack này thì chơi mình phải kiểu như một cái nhà vũ trụ học, một cái nhà thiên văn học đấy, nghiên cứu và chế tạo thì mới có thể thành công mà chơi được cái mod pack này. Cần rất là nhiều đó, cần rất là nhiều kỹ năng. Nhưng mà nhá, chơi xong thì mình không phải là nhà thiên văn học hay là vũ trụ học, mà chơi xong thì mình thành tâm thần học luôn. Đờ hết mức có thể luôn đấy. Đấy, mình nói chung là mình đã tóm gọn, mình viết hết ra để cho các bạn đỡ lú rồi đấy. Chứ còn mà để xây dựng được mấy cái này á, phải căn hướng, xong rồi căn góc, xong rồi nhìn thời tiết, xong rồi phải chờ trời tối để có năng lượng làm việc nữa chứ. Đau đầu thực sự. Đợi đến trời tối rồi thì mình ngồi chế tạo một cái gọi là Starlight Infuser. Nó là máy chuyển ánh sao. Uầy, nghe nó thực sự rất là hấp dẫn. Nhưng mà có vẻ là mấy hôm nay trời nó cho mình ít năng lượng hay sao. Chế tạo cảm giác nó lâu dã man luôn đấy. Không hiểu có gì. Những ngày tiếp theo thì mình cặm cụi mày mò để tìm hiểu và nghiên cứu làm một cái khu kích hoạt cái máy truyền ánh sao đó.
Cái này thì mình thấy nó giống một cái điển hiệu ấy. Mình bỏ mấy cái kính vào để chế tạo ra cái glass lens. Đó là thấu kính thủy tinh thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Có mấy cái thấu kính thủy tinh này rồi thì mình ngồi nghiên cứu và chế tạo cái ống kính. Ngày 54 đến 64 thì mình chế tạo netherrack. Mà nha, cái netherrack này bỏ vào cái thùng thạch anh thì sẽ tạo được ra lava. Mà nha, cần rất là nhiều netherrack thì mới có thể làm được một sa lava. Không hiểu tại sao lại tốn kém như vậy cơ chứ. Đó, sau bao nhiêu lâu thăm ngàn thì cuối cùng mình cũng đã múc được một số lava rồi. Và từ cái số lava này thì mình chế tạo được một cái máy phong đá nữa. Chỉ cần đổ nước vào lava là làm được máy phong đá mà. Đấy, có đồ sắt rồi mà bây giờ mới bắt đầu lên thời kỳ đồ đá. Ngày 65 đến 69 thì mình lại tiếp tục đi farm thật là nhiều đá. Farm đá chán rồi mình lại cầm vài cục lưu ly đi rửa ở nước ánh sao. Và lần này thì mình thu được cả kim cương nữa. Sau đó thì mình ngồi nghiên cứu về mày mò để chế tạo ra cái ống kính sắc màu. Mà không đủ năng lượng, trời thì sáng trưng như thế này nên là phải chờ đến tối. Mà nha, sau khi tối rồi thì nó vẫn tiếp tục không đủ năng lượng, tại vì vừa mới hoàng hôn thôi, nên là mình lại phải chờ đến đêm muộn. Ai chích tích thật chứ, đợi hết cả cái thanh xuân luôn á. Phần quà gì cả, làm mà phát mệt luôn ý. Nhưng mà không làm cho tiến trình thì biết làm cho cái gì bây giờ. Sau đó thì mình nghiên cứu một cái Celestial Gateway. Nó là một cái
cửa ngõ đến thiên đàng hay sao á. Mà không hiểu tại sao đặt tên lại như thế. Liệu qua đó thì mình có thăng thiên luôn không? Chẳng biết như thế nào nữa. Từ ngày 78 đến ngày 84 thì mình chế tạo thêm một cái bàn thờ suy vong nữa. Và từ cái bàn thờ suy vong này thì mình có thể nâng cấp lên để chế tạo ra một cái bàn thờ xịn hơn. Sau đó thì mình còn ngồi nghiên cứu để chế tạo ra đất nữa. Cũng đơn giản thôi, cũng không có gì khó khăn để tạo ra đất cả. Chế được đất rồi thì mình xây thêm một khu đất trống nữa thôi. Rồi sau đó thì mình còn cho đất vào cái máy truyền ánh sáng sao này nữa. Từ cái máy này nó sẽ cho mình khối đất ra khối cỏ. Sau đó thì mình lại nâng cấp cái bàn thờ suy vong lên bàn thờ ngũ sắc. Cái bàn thờ này thì là cái bàn thờ level cuối rồi. Có lẽ là cái bàn thờ này là cái bàn thờ mạnh nhất ấy. Nhưng mà do là cái bàn thờ mạnh nhất nên là đêm này nó không đủ năng lượng để mình có thể nâng cấp, nên là mình đã phải chờ qua ngày khác để làm cái bàn chế tạo này. Ngày 85 đến 89 thì mình đi lấy mấy cục than, mài ra để lấy bột than, và lấy mấy cái bột than đó cho vào nước để tạo ra bột nhuộm đen. Có thuốc nhuộm đen rồi thì mình nghiên cứu chế tạo ra một cái bột bóng đêm nữa. Sau đó thì mình lại tiếp tục chờ đến tối, chọn một cái ngày thể gọi là đẹp trời nhất, gọi là năng lượng ánh sao nhiều nhất để chế tạo bàn thờ ngũ sắc. Nói chung là khá tốn công và mất thời gian thì mới có thể chế tạo được cái bàn thờ ngũ sắc này. Nhưng mà tin mình đi, cái bàn thờ ngũ sắc thì chắc chắn là nó sẽ đẹp tuyệt vời luôn rồi. Đó, sau khi mà hoàn thành được cái bàn thờ ngũ sắc này thì mình đã hoàn thành cái thử thách. Đó, các bạn nhìn cái bàn đầu tiên nó chỉ có 4 cục của 4 góc. Giờ nó gọi là chi chít luôn. Lắp trên, lắp dưới, lắp ngược, lắp xuôi. Nhưng mà khá là thế giới luôn á. Đẹp thực sự, còn có cả ngôi sao này nữa chứ. Ngày 90 đến 94 thì mình xây dựng một khu để kích hoạt cái bàn thờ ngũ sắc này thôi. Nói chung là nó cũng khó hơn cái kia một chút đó, nên là phải chọn vị trí với cả cân đối các thứ, nó phải gọi là đồng đều để có thể hoạt động được. Ngày 95 đến 100 thì mình làm những cái nhiệm vụ còn lại thôi. Đầu tiên thì mình chế tạo một cái lava charm, đó là sự quyến rũ của dung nham. Rất là mỹ miều. Cái lava charm này thì nó sẽ giúp mình kháng lửa. Có thể là đi vào lửa thì sẽ không làm sao cả. Thực ra là có sao đấy. Mất nửa tim liền. Nhưng mà nó kiểu giảm đi cái quá trình làm bỏng của lửa thôi. Sau đấy thì mình còn làm thêm một cái vòng thợ mỏ nữa, Mannering. Sau khi mà chế tạo bộ quần áo tự nhiên xong thì mình còn chế thêm con lắc hấp dẫn nữa.
Vậy là mình đã hoàn thành tất cả các tiến trình và nhiệm vụ ở trong cái mod pack này rồi. Nếu các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like và subscribe để ủng hộ kênh mình nhá. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.